Xin chào mọi người. Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Tần Hợp Tâm, chương 5778 đến chương 5787. Sau một phen uy hiếp, cả tướng xương âm thanh lạnh lùng nói ra: "Chúng ta đi." Các tông chủ khác của Huyền Vũ Thành nhìn thấy bọn hắn bị cường giả Chu Tức Thành vây chật như đêm cối, đương nhiên cũng dám tùy tiện khai chiến. Nếu là đối phó với một hai tên cường giả thì bọn hắn còn có mấy phần tự tin. Thế nhưng bây giờ đối mặt với vô số võ giả đang nghiền nghiệp khắp nơi, mà nơi này có không ít võ giả thực lực còn mạnh hơn bọn hắn, mà bọn hắn lại không mang theo cường giả bên trong tâm môn của mình, tự nhiên là không có dũng khí lập tức khai chiến. Tại trong mắt những tông chủ này xem ra, một khi bị giết chết ở đây thì vị trí tông chủ của mình sẽ bị những cường giả khác trong tâm môn ngồi lên, không bằng tạm thời vứt đi mặt mũi, lập tức theo Cao Chích Xương rời đi. Thay thế, bà Ngọc Tố hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm ngăn cản, chỉ là vung tay lên một cái, ra hiệu cho những cường giả Chu Tức Thành nhường ra một con đường cho Cao Chích Xương bọn hắn. Nếu không phải giữa tình huống vạn bất đắc dĩ, bà Ngọc Tố nàng không muốn cùng Huyền Vũ Thành khai chiến. Bây giờ, thế cục tại cổ võ trung giới vốn đang căng thẳng, nàng còn phải nghĩ biện pháp đối kháng cùng những cường giả cổ võ thượng giới sắp kéo tới kia. Bà Ngọc Tố không muốn bởi vì chút chuyện này mà mất đi cường giả bên người. Cho dù trước mắt cường giả Huyền Vũ Thành cũng không kéo toàn bộ đến Chu Tức Thành, nhưng nếu là thực sự động thủ thì tổn thất của Chu Tức Thành các nàng cũng sẽ mười phần to lớn. Thế nhưng là Mã Thế Long thấy cảnh này lại lập tức liền gấp, hắn vội vã chạy tới Chu Tức Thành, chính là muốn kích động mâu thuẫn giữa Cao Chính Xương cùng Bạch Ngọc Tố. Mã Thế Long lập tức ngăn lại Cao Chính Xương, giả vờ tỏ ra tức giận nói ra: "Cao thành chủ, dân anh tiểu tử kia vốn là ẩn náu ở Chu Tức Thành này, chúng ta không thể cứ như vậy mà rời đi được. Tên khốn dân anh kia đã giết chết nhiều trưởng lão của chúng ta bây giờ nếu là cứ như vậy mà trở về thì chuyện này một khi bị truyền đi, ngươi để Huyền Vũ Thành chúng ta về sau còn mặt mũi nào đi gặp người được nữa đây. Hiện tại một khi trở đi thì Dương Thanh tiểu tử kia nó không chừng cũng sẽ bỏ trốn đi nơi khác, lần sau lại muốn tìm ra tiểu tử kia coi như không dễ dàng gì." Nghe được lời nói này, Cao Chính Xương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn hiện tại không muốn cùng Chu Tức Thành khai chiến, nhưng tên khốn kiếp Mã Thế Long này lại năm lần bảy lượt bức bách hắn. Mối thù của những trưởng lão ta đương nhiên sẽ báo, nhưng không phải là hiện tại. Cao Chính Xương hừ lạnh một tiếng, không còn để ý tới Mã Thế Long. Mã Thế Long lập tức sợn sốt, trong lòng đem tổ tông 18 đời của Cao Chính Xương đều chào hỏi hết một lượt. Thì tất cả tông chủ Hứa Thành cũng đều rời đi, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể sẵn xịt rời đi. Trước khi đi, Mã Thế Long vẫn không quên quay đầu uy hiếp bà Ngọc Tố một câu: "Chờ ta tìm ra chứng cứ người giấu giếm hung thủ, về sau ta sẽ là người đẹp mặt." Bà Ngọc Tố cũng không phải là người chịu thua thiệt, đối với Mã Thế Long âm thanh lại lùng nói ra: "Huyền Vũ Thành các ngươi, lần sau nếu còn dám cố tình đến đây gây sự thì Chu Tức Thành chúng ta cam đoan sẽ để các ngươi có đến mà không có về." Bà Ngọc Tố là một nữ hài tử có thể trở thành tông chủ Chu Tức Thành, đương nhiên không phải là hạng người bình thường, sao lại bị một kẻ như Mã Thế Long dễ dàng hù dọa được chứ? Huyền Vũ Thành này thực sự là quá đáng, biết rõ chúng ta không cùng các thành khác lui tới, hắn lại còn tùy ý tiến vào. Mà thành chủ đám khốn kiếp Huyền Vũ Thành kia lần này đến đây cũng không có quá nhiều sự chuẩn bị, chúng ta không bằng lập tức dốc toàn bộ lực lượng trực tiếp để mà hắn chết chứ? Mà thành chủ, ta cũng cho rằng vẫn là nên lập tức giải quyết bọn gia hỏa Huyền Vũ Thành này là tốt nhất, vừa vặn cũng có thể chấn nhiếp các thế lực khác của cổ võ trung giới. Trong lúc nhất thời, một số tông chủ và các cường giả của Chu Tức Thành nhau nhau bày tỏ ý kiến với Bạch Ngọc Tố. Cao Chính Xương bọn hắn tùy ý tiến vào Chu Tức Thành là để những cường giả Chu Tức Thành này cảm thấy vô cùng bất mãn. Nên như không phải vì Bạch Ngọc Tố thì bọn họ sớm đã tại một khắc Cao Chính Xương tiến vào Chu Tức Thành nên lập tức đem Cao Chính Xương bọn hắn xé thành từng mảnh nhỏ. Bạch Ngọc Tố cau mày nhưng không nói lời nào. Bạch Dung thì hừ lại một tiếng, nói với đám tông chủ Chu Tức Thành: "Các ngươi thật sự cho rằng người có Huyền Vũ Thành là rác rưởi hay sao thế? Muốn giết liệu có thể giết được hay sao? Bây giờ thế cục tại cổ võ trung giới như thế nào các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng hay sao?
không được thích tăng cao tu vi lại còn muốn tự giết lẫn nhau đúng không? Coi như hôm nay giết chết cả chúng thương bọn hắn, nhưng chú thức thành chúng ta cũng sẽ có rất nhiều võ giả thụ thương. Nếu là cường giả của quá thượng giới đột nhiên kéo đến, vậy chú thức thành chúng ta liền sẽ lập tức hủy diệt. Nghe được lời nói đầy tức giận của Bạch Dung, một số tông chủ nhao nhao cúi đầu. Cuối cùng tại dưới mệnh lệnh của Bạch Dung, bọn hắn cũng nhao nhao giải tán. Bạch Ngọc Tố và Bạch Dung hai người về tới căn phòng. Bạch Dung với mặt nghiêm túc nói ra: thật sự không nghĩ tới bọn gia hỏa Hữu Thành này lá gan vậy mà lớn như vậy, dám trắng trợn xâm vào chú thức thành chúng ta. Xem ra Huyền Vũ Thành này lại đã có lực lượng đối phó với chú thức thành chúng ta, nếu không bọn tuyệt đối không dám cứ như vậy mà kéo tới. Ta hoài nghi bọn hôm nay đến chính là muốn dò xét thực lực chú thức thành chúng ta. Bạch Ngọc Tố nhận gật đầu: không sai, tuyệt đối là như vậy. Bất chợt Bạch Ngọc Tố hỏi ra: tôn tích của Dương Thanh tên kia đang ở nơi nào, có thăm dò được hay không? Tại trước đó, sau khi nghe được một số sự tích của Dương Thanh, Bạch Ngọc Tố đối với Dương Thanh cũng có chút cảm thấy hứng thú, lập tức đã để Bạch Dung phải người đi tìm hiểu về Dương Thanh. Kết quả, tin tức mà bọn họ điều tra ra được cũng là việc Dương Thanh đã rời khỏi Bạch Quốc Thành. Bạch Dung lắc đầu nói ra: tôn tích thì không rõ, tên kia tự nhiên đã bốc hơi khỏi nhân gian. Vừa rồi có đệ tử hồi báo tin tức trở về, nói tình huống của Mã Thiên Long hoàn toàn chính xác bị người đập phá, mà hung thủ đích thực cũng là Dương Thanh. Chỉ là không biết Dương Thanh cướp đi dược liệu gì để Mã Thiên Long mười phần nổi giận, ngay cả lão bản tiệm thuốc để kém chút đã bị giết chết. Làm cho ta ngoài ý muốn nhất chính là có tin đồn như trưởng lão Huyền Vũ Thành cũng là bị Dương Thanh giết chết. Nghe được những tin tức này, bà Ngọc Tố cũng là một vẻ mặt kinh ngạc. Vốn dĩ tại thời điểm cả chúng xương cùng Mã Thanh Long nói ra những chuyện này, Bạch Ngọc Tố còn cho rằng chỉ là hai gia hỏa này cố ý muốn tìm chú Thức Thành gây phiền phức mới bị ra lý do mà thôi. Dưới tất thì một võ giả bình thường không có dũng khí để giết chết một những tướng lão quốc phủ thành chủ, đồng thời tại sau khi giết chết hắn còn tiếp tục ở lại trong thành của đối phương đi cướp đoạt đồ vật của thế lực đại tông môn khác. Chuyện này tại trong mắt Bạch Ngọc Tố xem ra tuyệt đối là không có khả năng. Tuyệt đối sẽ không có người nào lá gan lớn như vậy, bởi vì nàng qua rất nhiều năm cũng chưa từng nghe nói qua chuyện nào như thế. Thế nhưng là Dương Thanh này lại là làm được, đồng thời tại sau khi làm xong những chuyện này còn ẩn nấp không cách nào tìm ra. Bà Ngọc Tố sau khi có chút trầm tư nói với Bạch Dung: ta thật sự đối với gia hỏa này càng ngày càng cảm thấy hứng thú, nếu là có tin tức gì của hắn ngay lập tức báo cho ta biết. Còn có hạ xuống mệnh lệnh, nếu có nhìn thấy Dương Thanh nhớ không nên cùng hắn nảy sinh xung đột, trực tiếp đem hắn mời đến chủ tế thành chúng ta. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút gia hỏa như là thần thoại trong truyền thuyết này đến cùng là người như thế nào. Bạch Dung nhờ gật đầu: không thành vấn đề, ta lập tức liền đi thông báo một chút. Ta đối với gia hỏa này cũng cảm thấy có chút hứng thú, ta cũng muốn xem một chút gia hỏa bị toàn thành truy sát này đến cùng là nhân vật như thế nào. Huyền Vũ Thành có không ít người nói gia thanh tiểu tử kia muốn đến chủ thức thành chúng ta tìm kiếm sự che chở, cho nên cả chứng xương bọn hắn mới thấy đùng đùng nổi giận kéo đến chủ thức thành chúng ta. Chứ là không biết tên nhắc kia có phải thật sự sẽ đến chủ thức thành của chúng ta hay không. Thế nhưng bà Ngọc Tố lại nhẹ nhàng cười một tiếng lắc đầu: hắn sẽ không đến. Nếu như hắn thực sự đến đây tìm kiếm sự che chở, và chính là bà Ngọc Tố ta đã nhìn lầm người, cũng không cần thiết mời hắn đến làm khách nữa.